Rồi, trạng bonsai phú yên chào tất cả anh em. Bữa nay ngày 19 tháng 2, em giao lưu cho anh em một số cây cảnh các loại nha. Rồi, mã số 1 là một cây kim vít. Cây này tán rất rộng nha mấy anh em. Cây thì bằng ngón tỏ nha. Chiều cao là 52, tàng ngang là 48. Cây đang cho quả nha. Cây rất là già nha mấy anh em. Tán rất là rộng. Rồi, cây kim vít mã số 1 giao lưu cho mấy anh em là 380 bao ship nhé. Rồi, qua mã số 2 là gồm hai cây hải châu sông cầu nha mấy anh em. Dòng mà hải châu sông cầu này. Lá nhỏ rất là đẹp nha. Rồi, cây số 1 là em đo cái quanh được 6 cm nha. Chiều cao là 15. Tàng ngang tầm 18 cm nha. Rồi, cây số 2 là vành 7 cm, chiều cao là 25, tàng ngang 20. Cây này cũng dáng baby này nha mấy anh em. Rồi, mã số 2 gồm hai cây hải châu sông cầu. Giao lưu mấy anh em là 270 bao ship nha. Cả hai cây nha mấy anh em. Rồi, qua mã số 3 là một cây hải châu sông cầu mã số 3 nha. Dòng lá tròn rất là đẹp nha mấy anh em. Cây mọc cốt, cây này cũng thành phẩm nha, tỉ cành rất là ấm nha. Bở đớ nè. Rồi em đo cái quanh 16 cm, chiều cao 25, tàng ngang là 45 nha. Tàng ngang từ đây là bay tàu trước đây là 45. Rồi, mã số 3 giao lưu mấy anh em là 300k bao ship nhé. 300 bao ship mã số 3. Rồi và mã số 4 là một cây cũng một cây hải châu sông cầu nha. Dòng lá đẹp nha mấy anh em. Cây đã sống khỏe và cũng đã đi mọc được dây định hình nha. Cây mọc cốt lách nhẹ nha. Rồi em đo cái quanh là 8 cm. Chiều cao là 35, tàng ngang 37. Rồi cây hải châu mã số 4 là em giao lưu cho mấy anh em là 200k bao ship nha. 200 bao ship cây hải châu mã số 4. Rồi qua mã số 5 là một cây kim vít nha. Cây đang cho quả này nha mấy anh em. Đang cho hồ vẻ rất là xài này nha. Cây nhỏ nhưng rất già, cây thì bằng ngón tay. Chiều cao là 35, tàng ngang cũng là 35 nha. Rồi, cây kim vít mã số 5 em giao lưu cho mấy anh em là 250 bao ship nhé. 250k bao ship cây kim vít mã số 5. Rồi qua mã số 6 là một cây sơn liễu đọt đỏ nhé. Cây này mọc cốt dáng trực rất quen nhân nha. Cây tây cành rất là nhẫn nha mấy anh em. Cây rất là già cây nha. Sơn liễu đọt đỏ nha mấy anh em. Cây mọc cốt thân cò lách nha. Thân cò lách rất là đẹp nha mấy anh em. Bộ đớ nó trải đều luôn nha. Rồi em đo cái quanh nè. Quanh eo ngay chỗ đây. Quanh eo là 16 cm nha. Quanh eo 16 cm, chiều cao là 37. Tàng ngang là 48, tàng ngang 48. Rồi cây sơn liễu đọt đỏ mã số 6. Em giao lưu cho mấy anh em là 600k bao ship nha. 600 bao ship cây đã thành phẩm nha mấy anh em. Tây cành rất là nhẫn nha. Thân cò lách đỡ trải. Cây này anh em nào lấy thì em đẹp chậu bó bao cẩn thận gửi cho anh em nha. Rồi qua mã số 7 là một cây linh sam song hình nha. Cây nhỏ, cây mini nha mấy anh em, cây rất là ngờ thật. Cây rất là già, song hình rin nha mấy anh em. Cây linh sam song hình, cây rin. Cây rất là ngờ thật nha mấy anh em. Cây cành này nhuyễn hết nha. Cây nhỏ nhưng rất là già. Rồi em đo cái quanh là 23, chiều cao là 25. Cái tăng rớt từ ở trên đây nó rớt xuống ở dưới đây là 24 nha. Rồi cây
Linh Sam Song Hinh mã số 7 là giao lưu mấy anh em là 550k bao ship nha. 550 em bao ship. Anh em nào lái là em ship cả chậu luôn nha. Rồi qua mã số 8 là một cây táo nha. Cốt nó một cục dung luôn nha mấy anh em. Cây táo. Dòng này nó ra quẻ em cũng rất là ngon này nha mấy anh em. Rồi em đo cái quanh là quanh cũ là 50 nha. Quanh cũ đấy là 50 nè. Chiều cao là 30. Tàng ngang từ bên đây qua bên đây là 27. Rồi cây táo mà số 8 là em giao lưu cho mấy anh em là 550k bao ship nha. Anh em nào lái là em ship cả chậu đây luôn. 550 bao ship. Rồi qua mã số 9 là một cây trà phục kiến nha. Cụ trà phục kiến. Cụ dung lên rất đẹp nha. Mấy cây này anh em về bỏ bán chơi nè. Cây đã thành phẩm hết nha. Rồi em đo cái vành này là 43 nha. Chiều cao là 28. Vành 43, chiều cao 28. Tàng ngang tầm 20 nha. Cụ này cũng không có bỡ bọng gì hết nha mấy anh em. Đây, cụ này cũng không có bỡ bọng gì hết nha. Rồi, cụ tre phục kiến mã số 9 là giao lưu cho mấy anh em là 550 bao ship nha. 550k bao ship. Anh em nào lái thì em cũng ship kẻ chậu luôn nha. Rồi qua mẹ số 10 là một cây sơn liễu đọt đỏ nha mấy anh em. Cây cũng đã thành phẩm hết nha. Tây cành rất là nhẫn. Tây cành rất nhẫn nha mấy anh em. Dòng sơn liễu đọt đỏ nè. Rồi em đo cái vành nè. Vành 20. Chiều cao là 33, tàng ngang cũng là 33. Tây cành rất là già nha mấy anh em. Tây rất là già. Vành 20, chiều cao 33, tàng ngang cũng là 33. Rồi 350 em bao ship. 350k bao ship cây sơn liễu đọt đỏ mã số 10. Anh em nào lấy em cũng ship cả chậu luôn nha. Rồi qua mã số 11 là một cây hạ châu. Cây mọc cốt hai thân giang bay nha mấy anh em. Dòng hạ châu sông cầu, dòng lá đẹp nè. Dòng hạ châu đọt đỏ, lá rất đẹp nha. Hạ châu sông cầu, cây mọc cốt hai thân bay lát nha. Em vay tổng thể cho anh em xem. Rồi, cây này em đo cái vành gốc là 25. Vành gốc 25, chiều cao là 55. Vành gốc 25, chiều cao 55. Tàng bay là 60 nha, từ xeo đề bê tạo đi là 60. Rồi 650k bao ship. 650k bao ship.